Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay với những nội dung chính như sau. Tòa nhân dân tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử công khai lưu động tại huyện Phong Thổ vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng thiết yếu khu vực cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng sớm đưa vào sử dụng phục vụ giao thương cho nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, UBND tỉnh vừa có công văn số 1443 gửi các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện thành phố tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và phòng chống bệnh truyền nhiễm. UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương cơ quan liên quan tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gắn với các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 và công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch và tiêm phòng vaccine COVID-19. Ngành y tế và các địa phương trong trường hợp cần thiết tham mưu và thành lập các tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của chính quyền các cấp, ngành y tế, các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc vận động và rà soát đối tượng tiêm chủng, tăng cường tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà, tổ chức tiêm phép tại các vùng có tỷ lệ tiêm thấp, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để vận động tiêm vaccine phòng chống dịch, chỉ đạo cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm chủng thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, đáp ứng. Trường hợp cần thiết, tổ chức diễn tập theo tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị, tăng cường giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch, đẩy mạnh giám sát tại cửa khẩu, tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị hiệu quả các ca mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong. Đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác phòng chống dịch, kiện toàn lực lượng phòng chống dịch và thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, kinh phí chi cho hoạt động phòng chống dịch. Tăng cường hướng dẫn hỗ trợ, chỉ đạo tuyến đối với cơ sở, thường xuyên tổ chức giao ban và kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chuyển sang các tin tức khác. Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Tòa Nhân dân tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử công khai lưu động vụ án Giàng A Cở bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2022, tại nương của gia đình Giàng A Cở thuộc địa phận bản Tà Tê, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Giàng A Cở đang có hành vi bán trái phép 685,38 gram heroin để lấy 150 triệu đồng, thì bị phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng. Hành vi nêu trên của Giàng A Cở là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, hoàn toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ chứng minh đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, cũng như các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Giàng A Cở mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa xét xử lưu động nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Thông qua phiên tòa nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật hình sự, luật phòng chống tác hại của ma túy, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đồng thời giúp mỗi người có thêm hiểu biết, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Việc
Việc biên soạn, in ấn, phát hành sách, báo, tài liệu, tờ gấp pháp luật cũng là một trong những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, trong 10 năm qua, các sở ngành, đơn vị, địa phương đều triển khai thực hiện tốt việc biên soạn sách, báo, đề cương, tài liệu, in các ấn phẩm để phục vụ yêu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành, lĩnh vực. Các ấn phẩm mang tính chất báo chí, thường xuyên đăng tải tin, bài, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật tại địa phương, giới thiệu văn bản pháp luật mới với số lượng hàng trăm nghìn bản. Theo thống kê, tính đến hết tháng 8 năm nay, dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ước đạt 2.995 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tăng cao do chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chủ động tích cực trong việc giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo nội dung tại Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch cấp xã, công khai đầy đủ các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi để người dân nắm rõ, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp, lồng ghép hoạt động cho vay vốn ưu đãi với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác để nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội. Đến thời điểm này, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Tân Uyên ước đạt trên 260.000 con, đạt 88,92% kế hoạch, tăng 6.578 con so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đàn gia súc chính có 45.678 con, đạt 101,1% kế hoạch, tăng 5.497 con so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn gia cầm có 215.009 con, đạt 86,6% kế hoạch, tăng 1.081 con so với cùng kỳ năm trước. Trong 3 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên sẽ chỉ đạo các xã thị trấn và các cấp các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định, thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong mọi tình huống để không bị động bất ngờ, nâng cao trình độ tổ chức hiệp đồng trong huy động, sử dụng lực lượng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với khả năng và thực tế của địa bàn. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Sìn Hồ chỉ đạo xã Phang Xô Linh tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Cuộc diễn tập trong khu vực phòng thủ xã Phang Xô Linh, huyện Sìn Hồ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Với sự chuẩn bị chu đáo, các nội dung diễn tập đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc, bài bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, vai trò điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội trong xã. Các hội nghị được điều hành đúng, đủ nội dung, quá trình hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể, vận dụng phù hợp giữa lý luận và thực tiễn đặt ra của từng giai đoạn, từng nhiệm vụ và luôn gắn với công tác tuyên truyền vận động, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, tạo sự thống nhất, gắn kết chặt chẽ trong tổ chức thực hiện và tổ chức hoạt động trên các hướng, chuẩn bị chu đáo đầy đủ về vũ khí trang bị, đạn dược, kế hoạch chiến đấu, kế hoạch bắn đạn thật và kế hoạch bảo đảm an toàn. Kết cấu thao trường bắn phù hợp thực tế, thể hiện được hình thái chiến thuật hai bên, bố trí mục tiêu, tạo tả tình huống sát với địa bàn tác chiến, tổ chức tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và cổ động thao trường. Qua công tác lãnh đạo chỉ đạo của diễn tập thì chúng tôi thấy rằng là cái việc lãnh đạo này nó góp phần làm nâng cao cái nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã trong công tác quân sự quốc phòng. Đó là vận hành cái cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành trong công tác quân sự quốc phòng khi có tình huống quốc phòng xảy ra. Thứ hai nữa là để cho các đồng chí với các cái vai lãnh đạo từ bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban đến trưởng công an, xã đội trưởng và trưởng các đoàn thể
nhận thức rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác quân sự quốc phòng, cả từ phần lý luận, tức là phần chuẩn bị văn kiện, cho đến phần diễn hành, tức là tổ chức cái diễn tập phần cơ chế. Thì hôm nay việc tiến hành cái việc phần cơ chế thì xã đã vận hành rất là tốt và đảm bảo tuân thủ đúng cái nguyên tắc đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và các cơ quan làm tham mưu thực hiện công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn. Thông qua luyện tập diễn tập giúp các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương nắm chắc nội dung, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, từng bước nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng, góp phần xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua diễn tập thì được cho thấy là cái sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo từ đảng ủy, hội đồng ủy ban cũng như là của các ban ngành đoàn thể vào cuộc trong cái cuộc diễn tập. Cái thứ hai nữa thì là một cái cuộc diễn tập này thì nó diễn ra thì cũng là một cái tiền đề tạo điều kiện cho xã nhà sẽ rút ra được cái kinh nghiệm và tạo điều kiện cho quá trình chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Phang Xô Linh năm 2022 đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, khẳng định rõ sự quan tâm sâu sắc vào cuộc toàn diện của lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thời điểm này, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Trạm Y tế xã Phúc Than, huyện Than Uyên tiếp tục rà soát các đối tượng có đủ điều kiện đến trạm y tế để tiêm vét mũi cơ bản và mũi nhắc lại nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine toàn xã. Trước khi đi làm ăn xa trở về địa phương, anh Lò Văn Dương, bản Nà Phái, xã Phúc Than, huyện Than Uyên mới tiêm được mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Từ khi trở về địa phương được trạm y tế xã thông báo để tiêm mũi cơ bản thứ 2 phòng COVID-19, anh Dương đã chủ động sắp xếp thời gian đến trạm y tế xã để được tiêm. Sau thời gian đi làm ăn thì tôi trở về địa phương và được trạm y tế xã thông báo là được tiêm COVID-19 thì tôi rất là hào hứng và tự nguyện đến trạm xã để tiêm COVID. Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine toàn xã, trạm y tế xã phối hợp với các đoàn thể, các bản đẩy mạnh tuyên truyền về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tới nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Hiện nay, trạm y tế xã đang tập trung tiêm vét mũi cơ bản đối với các đối tượng hoãn tiêm, vắng mặt trên địa bàn, đồng thời tăng cường tiêm các mũi nhắc lại cho nhân dân. Để thực hiện cái chỉ tiêu về bao phủ vaccine cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm trên địa bàn xã, thì trạm y tế đã tham mưu cho ban chỉ đạo xã để triển khai các biện pháp để phối hợp với lại cả nhà trường nữa để thống kê lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tiêm để tiêm trực tiếp tại nhà trường và tiêm tại các điểm tiêm theo cụm tại thôn bản. Đến thời điểm này, xã Phúc Than đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng trên 18 tuổi. Trong đó đã có trên 90% đối tượng trên 18 tuổi được tiêm mũi nhắc lại. Việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đảm bảo an toàn hiệu quả thời gian qua giúp người dân xã Phúc Than, huyện Than Uyên yên tâm thực hiện tốt công tác tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đang thực hiện dự án hạ tầng thiết yếu khu kinh tế đảm bảo kết nối hai tuyến đường chính là quốc lộ 12 và tuyến đường Ba Tần – Hủy Luông. Quốc lộ 12 đã được các cấp đầu tư cơ bản hoàn thiện, còn tuyến đường Ba Tần – Hủy Luông có đoạn đường từ km 2+800 đến km 6+855 đang được nâng cấp sửa chữa. Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công đang nỗ lực triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ xây dựng, hướng đến mục tiêu đoạn đường có chất lượng tốt, sớm đưa vào sử dụng. Gói thầu số 8 xây lắp hạng mục đường từ km 2+800 đến km 6+855 là một trong hai gói xây lắp thuộc dự án hạ tầng thiết yếu khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.
gói thầu với các hạng mục cắt đoạn cua, mở rộng hệ thống thoát nước, trải thảm bê tông mặt đường, hệ thống biển báo giao thông. Với tổng chiều dài đoạn đường cần nâng cấp hơn 4 km, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 10 Lai Châu tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ đề ra. Đặc thù công việc ở đây thì nó giáp ranh giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Thì cái điều kiện khó khăn đầu tiên là về vấn đề phá đá nổ mìn. Thì mình không được nổ mìn mà mình chỉ phải dùng búa căn để mà phá đá. Còn cái vấn đề thứ hai nữa là do điều kiện thời tiết là ở đây là mưa nắng nó thất thường. Nên là mình cái tiến độ nó nhiều lúc là cái tiến độ nó không được cho hợp lý cho lắm. Để anh em thi công công trường tuyến Hồi Nuông là được cấp thiết bị với đây là 4 máy xúc, 2 máy nu và 1 máy san. Ô tô là 7 chiếc. Về nhân lực thì là công trường nó cũng duy trì từ 2 năm người để thi công, có lúc thời điểm cao điểm có đến 35 người. Gói thầu số 8 chính thức khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2022. Nhờ triển khai các giải pháp phù hợp, sau hơn 5 tháng khởi công, gói thầu số 8 đã hoàn thành 30% khối lượng công việc. Dự kiến quý 1 năm 2023, công trình sẽ hoàn thành xong trước 6 tháng so với kế hoạch. Gói thầu số 8 là trọng điểm trong 16 gói thầu của dự án hạ tầng thiết yếu khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, nên việc đảm bảo tiến độ thi công sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế của địa phương, nhất là tạo điều kiện giao thương thuận lợi khu vực giáp biên giới. Trong quy hoạch cũng như trong thời gian sắp tới thì khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng thì sẽ nâng cấp thành khu cửa khẩu quốc tế. Thì chính vì vậy mà việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng của để đáp ứng được cái tiêu chuẩn của một khu cửa khẩu quốc tế là cái điều rất quan trọng và hết sức cần thiết. Trong đó có nội dung mà đầu tư về hạ tầng giao thông. Thì như các đồng chí biết thì hiện nay thì việc kết nối hạ tầng giao thông với khu cửa khẩu thì có hai tuyến đường chính, một là quốc lộ 12, hai là cái tuyến đường Pa Tần Hủy Luông. Thì hiện tại thì quốc lộ 12 thì đã được các cấp đầu tư về cơ bản hoàn thiện. Thì còn cái tuyến đường Pa Tần Hủy Luông là cũng cần phải nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Ở vị trí quan trọng, sau gói thầu số 8, xây lắp hạng mục đường từ km 2 800 đến km 6 855 đưa vào sử dụng sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện, cũng như tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển, thông thương hàng hóa. Từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương và trong khu vực tiếp tục phát triển. Cái đường trước rất là khó, bây giờ mong đảng nhà nước làm cho dân đi cho nó thuận lợi. Ngày xưa là đi rất là có ủ gà, ủ việt, hoặc đi rất là khó. Mong đảng nhà nước làm sớm cho dân đi cho nó dễ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.